trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Đây là nhà vệ sinh kìa. Vâng. 7 phút ở dưới này luôn rồi phải không? Vâng. Đây hợp lý rồi. Cái này còn tắm rửa còn thừa sức rồi. Thì mai nếu xây, ngày mai kia xây xong thì mình cứ ghép ra cái hiên tây trước. 15 triệu nhá. Vâng. Thế thì bây giờ còn lúc nào mà hoàn thiện? Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Đấy, đến chiều hôm nay thì các thanh niên này đã lại chở hết xong cái phần cát rồi cô bác. Bây giờ thì trong tranh thủ là trời đang nắng thì vận chuyển vật liệu đi vào trong nhà của ba ông cháu hết luôn cô bác. Hay để tránh trường hợp là thời gian tới sẽ chuẩn bị vào mùa đông thì lại mưa rất là nhiều, không có vận chuyển được vào tiếp. Hiện tại thì phần cát với lại gạch mọi cái thì đã đủ rồi. Bây giờ chuyến vật liệu cuối cùng nhất chỉ là gạch ốp lát này, xong là sát hộp với lại thêm xi, thêm phần tôn nữa thôi các bác. Phần tôn nữa thôi thì là vật liệu hoàn toàn là đủ 100% rồi. Anh vừa rồi đang đi đâu ấy? Chơi này chơi à? Ô, anh ơi, lấy tiền chưa? Lấy rồi à? Lấy, làm xong trận bóng đã. Ở đây thì cháu Lực cũng nhìn thấy là cả em Sử đây đánh bóng luôn rồi cô bác này. Này, đánh làm kèo gì đấy anh? Nước. Nước à? Cái con xe này thì cũng là được xe bác Trần Thủy Tiên, bác ấy mua cho em Sử này các bác này. Đây, ở đây thì lâu lâu là cháu Lực mang xe em Sử là đi bảo dưỡng một lần các bác. Như con đường ở trên vùng cao này, các bác cũng đã biết rồi. Đi thì ốc yếc nó rất là lỏng lẻo. Ở đây thì cũng có mua cho mấy anh em chấn nước và thêm một ít nước nữa. Để cho mấy anh em uống. Hôm nay thì sẽ không có mua nước màu vàng kia nữa cô bác. Đây là mua nước là mỗi chai là 10.000. Còn là các anh thợ kia thì cháu Lực cũng mua vào cho. Và bây giờ thì sẽ gửi cho các anh luôn. Thì sẽ di chuyển cho bên kia xem là mấy anh em đội thợ làm tới đâu rồi. Hay, tôi Sử thua chưa? Sử? Hả? Chắc thắng rồi à? À. Vậy đây thì cháu Lực nhìn thấy là đội thanh niên này thỉnh thoảng là ra đây đánh như là đánh nước sau các bác ạ. Đấy, phải nói là những cái thanh niên ở trên vùng cao thì cực kỳ khỏe các bác. Lao động suốt thì thành ra là cũng tạo cho mình một cái thân thể mà rất là cứng rắn luôn. Hết ván chưa anh? Hết ván chưa? Thế đưa cho ai? Thế đưa cho em nhá. Đây.
Không đổi không có, đổi được máy được một tí thôi. Đổi được một tí thôi. Đây, đếm xem đủ chưa? Đấy, đếm hộ anh em đủ chưa? Đủ chưa? Đủ chưa? Đủ rồi đúng không? Thế là gửi cho thanh niên hết rồi nhá. Anh này cần nhá. Ô, anh gửi cho em, anh không biết đâu. Tí đội kia bảo thiếu thì anh không biết đâu nhá. Thiếu thì không biết đâu. Thiếu thì tìm ông này này. Đây nhá. Rồi, số này có hôm thì em có tiền lẻ thì đưa tiền lẻ, nhưng mà nãy đi đổi chỉ đổi được mấy trăm thôi, không có đổi được hết. Bây giờ thì cũng phải chia sẻ với cô ba anh chị một chút rằng là mặc dù là cái ngôi nhà của ba con cháu thì là canh của cháu Lực với lại bạn Trình thì cũng có hai số tiền mà tương đương với nhau. Đấy, cái khoản của cháu Lực thì hiện tại thì bây giờ đã chi gần hết rồi cô bác ạ. Đấy, và có thêm một số khoản thì Mạnh Thường Quân có nói với cháu Lực là cái khoản đấy sẽ không có để vào quỹ làm nhà, nhưng mà vẫn sẽ giúp là ba con cháu, có thể là giúp cho ba con cháu sắm sửa cái phần nội thất hay là cái gì đấy cô bác ạ. Hay đến lúc mà làm nhà xong thì Mạnh Thường Quân bảo cháu Lực rồi thì cháu Lực sẽ làm và nghe ý kiến của Mạnh Thường Quân nói với cháu Lực. Bây giờ chuyến vật liệu sau thì có khi là cháu Lực sẽ gọi bạn Trình lên cho bạn ấy giả. Và cái phần công thợ thì hôm nọ bạn Trình cũng có gửi cho cháu Lực là 15 triệu rồi. Đấy, hôm nay thì các anh thợ lên làm ngày hôm đầu tiên. Thì để một tí nữa cháu Lực sẽ gửi cho các anh thợ sau cô bác. Đấy, anh chủ thầu thì đang đi công việc cô bác. Thành ra là không có lên đây được. Thì anh cũng có hẹn cháu Lực là ngày có khi là ngày mai thì anh mới lên được. Thì ngày mai cháu Lực sẽ thanh toán cho các anh thợ. Nhưng mà ai chở cát ở đây anh ơi nhở? Đội kia nó chở à? Uống nước rồi anh Vinh, uống nước rồi. Mà chứ. Thế ông thì cháu Lực cũng nhìn thấy là lên. Ở đây béo ra mấy dân ra nào? Mấy dân ra này à? Sắp xử thế nào mấy? Nghỉ ngơi uống nước một tí không anh? Dạ? Tí nữa à? Một tí đến giờ nghỉ đã nhờ. Buổi chiều chú dậy làm từ mấy giờ đấy chú Bình? Buổi chiều chú làm từ mấy giờ đấy? 1 giờ. Từ 1 giờ là chú làm rồi à? Đấy, hiện tại là cái phần nhà vệ sinh ấy các bác thì cháu Lực sẽ thu hẹp lại một chút là chỉ đến tầm độ này thôi. Ở đây thì vẫn còn chừa ra tầm là hơn 1 mét một chút để cho nó rộng mà cái phần này đi. Đây, sau này phần phòng bếp thì khá là rộng rồi.
cái nhà vệ sinh thì như video trước thì nếu mà có ba anh chị cũng theo dõi được thì là cũng đã nghe cháu Lực nói rằng là mỗi lần mà đi vệ sinh thì chỉ có đi vào một người, hay là tắm chỉ có đi vào một người thôi, cho nên là làm một cái góc, làm một cái phòng mà nó vừa tầm đủ tiện nghi là được. Hôm nay thì lên thì thấy các anh là xây lên những cái hàng gạch, phải nói là lên rất là cao rồi các bác. Ở đây thì ở trên cái khung cửa sổ hay là cái cửa chính ấy đều được các anh là đổ lại. Cái này là cái gì chú Bình nhỉ, cháu quên mất rồi. Cái len tô. Đấy. Phải nói là trong không phải là trong cái nghề xây dựng cho nên là cái phần này thì không có nắm gió cho mấy. Chú Bình nói với cháu Lực là cái len tô. Thì mọi cái cửa sổ hay là cái cửa chính, đây là cái cửa phụ thì đều có cái thanh len tô này cả các bác nhé. Chào anh Quang nha. Vâng, chào Lực nha. Quay anh Vinh đi cưa cây rồi anh. Thế là có 4 người xây rồi à? 4 người xây, 1 người phụ. Vâng, nó cũng nhanh đấy nhở anh nhở? Nhanh mà. Thế chiều hôm nay là hoàn thành xong cái hôm nay chỉ xây thôi chứ anh, hay là có thêm làm thêm cái gì không? Hôm nay chỉ xây cái này thôi. Xây không? Ừ. Bây giờ thì thấy các anh mắc cái giàn giáo này cũng rất là cao này các bác này. Thế hôm nọ thì cháu Lực với em Sử là đi chặt cây để cho các anh làm một cái phần giàn giáo như vậy này cô bác này. Đấy. Khi nào mà các anh mà không có lên mà làm được ấy thì cháu Lực với em Sử là sẽ tranh thủ là lúc đấy là đi chặt cái phần cây giàn giáo ấy, cũng như là cây trống nữa. Hiện tại thì cần cây trống với lại cây giàn giáo rất là nhiều rồi. Sao có mỗi một mình anh Thanh có mũ này? Anh Thanh, sao có một mình anh có mũ này? Không, anh Thanh với chú Bình có rồi nhỉ? Không có, mai phải đi mua đâu. Mai ngày chợ rồi đấy. Cái máy khoan, cái này khoan hết rồi chứ? Khoan hết dầu chưa anh? Khoan hết đi. Hôm nay là anh làm xong cái bức tường đấy không? Xong sớm nhưng mà đừng có say ẩu anh nhá. Ôi, yên tâm. Mai là nó đổ là gạch đến chiều nay thì khô hẳn chưa anh? Ok hơn chưa? Ở cái ngôi nhà mà theo như lúc đầu mà dự tính mà tính toán lên đấy cô bác thì có vẻ như là khá là hẹp. Cái phần đấy thì như kiểu cháu Lực chưa có am hiểu cho là lắm ấy. Đến bây giờ mà xây xong rồi, nhìn đi vào phòng mà ngóc ngách mọi cái thì nhìn rất là rộng. Đấy, ở đây thì cột thì các anh là 50 phân là các anh là cắm một cái thanh sắt dâu này vào các bác này. Cột nào giống tiền đây. Thế là chắc chưa anh? Quá chắc rồi. Anh ngôi nhà này cháu Lực cũng đọc
bình luận có nhiều cô bác anh chị nói với cháu Lực rằng là ngôi nhà chỉ làm nhà cấp 4 thôi, nhưng mà cái phần móng với lại cột thì làm rất là chắc chắn. Có thể như là làm như kiểu dạng là ngôi nhà từng luôn cô bác ạ, ngôi nhà này ấy. Hôm nay thì công việc của mấy anh em là sẽ làm gì hả anh Vinh? Vẫn xây thường lệ à? Rồi, em chào anh Vinh nhá. Vâng, lâu lắm anh không chào khán giả, chào các bác rồi nhỉ? Dầu gì có vẻ hơi dài đấy nhỉ? Dầu này lên rừng nhiều quá. Vâng, xin chào các vị khán giả đang theo dõi kênh của bản em của em Lực. Đến hôm nay thì gạch mọi cái thì đã khô hết rồi anh nhỉ? Nếu mà theo anh thì theo anh dự toán thì 4-5 người thợ chính này xây thì độ tầm mấy ngày thì nó hoàn thành hết cái phần hơn 3 mét này. Nói chung nếu được xây thì chắc 2 ngày nữa là xong phần xây. 2 ngày xong phần xây à? Là thu hồi được chưa? Thu hồi nóc được chưa anh? Được thu hồi. Nhưng mà mình phải cho nó cứng thì mới thu hồi được chứ đúng không? Thì mai nếu xây, ngày mai kia xây xong thì mình cứ ghép ra cái hiên tây chưa? Vâng. Em mong rằng là nó không mưa để anh em mình hoàn thiện sớm cái ngôi nhà này, cả sớm một tốt anh nhỉ? Thế thôi. Chứ mưa là chịu là không có làm được rồi, như hôm nọ mưa hẳn tuần rời. Lúc thì mưa, bắt đầu ngày... Có ngày thì vướng việc, bắt đầu dối thì nó lại trời mưa. Đây. Hôm qua có vẻ còn hơi lạnh nhỉ? Trên này nắng cũng như mùa đông cũng như mùa hè mà. Đấy đến cũng như mùa đông ấy. Đến thời điểm hiện tại thì phải nói là mặc dù là thời tiết hơi nắng nắng một chút cô bác, nhưng mà kèm theo đó là có những cơn gió nó thổi lạnh theo cả cái không khí lạnh về nữa. Thành ra là rất là lạnh luôn. Chỉ có là những người mà lao động mà cật lực ấy thì mới không có nắng, mới không có lạnh. Ví dụ như anh Quang bây giờ thì hình như là vẫn còn nhàn hay sao ấy. Hình như là vẫn còn nhàn cho nên là vẫn phải mặc, vẫn còn là mặc được. Anh bây giờ còn nẻ hết môi. Anh còn nẻ hết môi à? Em không bị mà. Nẻ hết mũi hết môi này. Hôm qua hôm kia lên trên này. Chính sáu hôm kia ấy. Vâng. Thế là phải mấy anh em phải mỗi người một lọ sắp nẻ. Mới đầu lên có ăn mua nước ngọt thì chưa biết bóc ra cả. Anh Vinh ơi, làm lo nước ngọt đi Vinh. Chú rảnh tay không? Cái khát không chú? Chú làm cái này xong chú mới xuống à? Vâng vâng. Thế chú với anh Quang với anh Thanh với lại thanh niên với chú này nữa, lúc nào mà nghỉ ngơi thì uống nước nhá. Vâng vâng vâng. Hôm nọ thì mưa dày, mưa nhiều quá cô bác, ướt hết cả đệm của các anh thợ luôn. Hôm nay thì các anh cũng mang phơi luôn. Hay đêm thì phải nói thật sự là khi mà mình quay cái tấm bạt mỏng này vào này cô bác này, nhưng mà gió lùa vào vẫn còn rất là lạnh nhé.
Có dín đâu. Quá sạch sẽ rồi. Cá chát trở về đều đó hết rồi. Cá chát đã đổ ghế rồi. Liệu có to quá lẫn nhau không đấy? To gì anh, cắt cái kia là mịn lắm rồi đấy. Sợ mấy hôm nay nó lấn cắt xây này. Không, cái đấy, để kia hả? Để riêng mà. Cái này hai xe thì liệu anh bảo là đủ để xây xây hết với lại đổ nền, đổ mái. Thừa được. Sức rồi. Dừ, đúng không? Cái mái kia thì hết bao nhiêu lắm. Còn thêm xe này. Đá kia cũng thừa kìa. Vâng. Đá kia nếu mà thừa thì sau này đẩy bảo nó đẩy lót mẹ ở dưới được. Vâng. Xong mình đổ cái cát này phủ lên trên nó này. Vâng. Hôm nay thì anh chủ thầu của bác cũng lên thì bây giờ một tí nữa thì cháu Lực cũng sẽ gửi cái tiền cho anh như trước. Hôm nọ thì bạn Trình có gửi cho cháu Lực là 15 triệu đồng. Nếu mà cô bác anh chị có theo dõi được những thước phim mà của bạn Trình đăng tải lên và thước phim của cháu Lực đăng tải lên thì cô bác cũng đã biết rằng là hiện tại cháu Lực đang cầm của bạn Trình là 15 triệu. Một tí nữa thì cháu Lực sẽ chuyển cho anh chủ thầu. Thì đáng nghe ra là hôm nọ là bạn Trình lên thì bạn ấy sẽ tự đưa cho anh chủ thầu. Nhưng mà hôm đấy bạn ấy lên thì các anh thợ với lại anh chủ thầu thì đang bận công việc ở dưới nhà, thành ra là không có lên trên này được. Thì cũng được bạn Trình là gửi lại cho Lực rồi. Nắng ai? Nóng. Mình mặc áo rét này nó nóng mà. Này sắp ấy đấy, sắp xong ấy nhỉ. Vài ngày nữa là nó bằng tường hết rồi. Hiện tây này thì đổ nhanh không mà. Tây nhá. Hiện tây này thì đổ nhanh, mỗi tội là cây ở đây là của nó hết à? Không, cây ở bên kia là không phải đâu anh ạ. Thế cây nó ở đâu? Đang hạ, bây giờ có phải đấy. Chặt để mấy hôm nó chống ngoài này nữa chứ. Vâng. Chống hiện tây nữa. Phải đi lấy thêm, phải đi phải lấy thêm. Ừ. Đó bia. Vâng ạ. À. Tôi lắng cái này ạ. À. Tôi lắng cái này ạ. À. Cái kia để cửa sổ à? Hai cái à? Cửa sổ á? Ừ. Nhiều thế. Để hai cái, hôm nọ em nói với anh rồi. Đâu? Khấn em biết. Ba cái à? Khấn em à? Anh xin vào nè. Ai đấy? Vinh. Ừ. 5, 6 cái. Cửa sổ thêm 1, 2, 3, 4 cái, thêm 4 cái cửa sổ. Thêm nhiều quá nhỉ? Thêm một hai cửa sổ để cho nó thoáng cái ngôi nhà anh ạ. Ngày mai một ngày nữa thì bằng khẩu ấy nhỉ. Vâng, ngày mai một ngày nữa là bằng hết chỗ này rồi. Ừ. Hiện tại thì cái chỗ này thì phải xúc cắt ra một tí thì mới lạng mới xay được. Ừ. Bằng anh em nó dọn dọn cho này là hơn này 2 ra. Xe rồi mà. 14 khối mà. Cái này thoải mái rồi, cái này thì thừa sức rồi. Cả lắng nền các thứ thừa sức rồi. Thoải mái. Lấy dư ra một chút thì để sau này còn láng ở xung quanh nữa. Chứ lấy thiếu quá thì lúc mà thiếu thì thành ra là không biết đi đâu mà chở. Bây giờ bảo các anh đi chở tầm 1-2 khối về thì các anh vẫn chở thôi, nhưng mà tiền cước của nó vẫn như thế rồi. Ừ. Bạn ấy mà tới mày. Sâm mộc à? Có cây sâm mộc này. Vừa cưa ở đây một cây rồi đây. Để ghép đổ mái à? Đây anh ở xe anh mua về chưa? Xe ông kia chở cắt hai bao cắt. Ba hai cái bao cắt, một bao ở cổ bao đằng sau, không có phanh trước còn đi được ấy. Nó nặng là nó đem phanh sau nó bám. Chỗ này được cái nước nó sướng nhỉ? Vâng. Tôi làm cái ao nữa. Không, với em. Đào cái ao dưới đào này. Đào cái ao dưới kia thôi, nếu mà ấy. Tí biết nào cho nhá. Máy mũ anh lên không? Lên thì lên được, nhưng người ta lên có cho đường, mà người ta có cho mở đường không chứ? Đúng rồi. Chứ máy xúc thì đi đâu cũng đi được rồi. Làm ao sau. Ủi ao thì dưới này cũng được anh ạ, dưới kia. Nhà cũ nó ở dưới này. Nguồn nước đẹp không anh? Đẹp. Nước này uống mới ngon này. Chính nhưng mà cái nguồn nước này nó chỉ đến bây giờ thì nó sắp cạn rồi anh ạ. Chả biết là chẳng biết nước này nó chảy đâu về đấy. Không, nước này nó chỉ chảy đổ tầm tháng 6 đến tháng 11 thôi. Trong veo luôn.
Rảnh thì quan trọng gì, nào xong thì làm. À, xong mới làm á? Ừ. Tầm độ nó chắc làm xong thì nguồn nước này cũng cạn hết luôn rồi. Ừ. Rảnh này thì đáng bao nhiêu lắm. Thế? Hả? Em chọn gói à? Không, em nhận tất thôi, không phải chọn gói. Hôm nay mình làm nhà vệ sinh đến kịch chỗ kia rồi anh ạ. Anh nhưng mà em đang tải cái video lên thì được các bác nói với lại khán giả nói, em bảo là làm nhà vệ sinh như này thì quá rộng. Đây là nhà vệ sinh kìa. Vâng. 7 phút ở dưới này luôn rồi phải không? Vâng. Hợp lý rồi. Cái này còn tắm rửa còn thừa sức rồi. Vâng, bây giờ bao cháu mà làm cái nhà vệ sinh rộng quá thì thành ra là cũng chẳng có làm gì cả. Nhà vệ sinh thì mình chỉ có một người tắm được một người thôi. Thoải mái mà, cái này nếu mà có máy giặt còn thoải mái đặt. Vâng. Ê, hay là bây giờ em gửi tiền là các anh luôn nhỉ? Anh. Hả? Có gửi tiền này à? Ừ. Gửi để anh còn đi về cái. Đi về xem công trình ở dưới cái. Hôm nọ là em nhận của bạn em là gửi trước cho anh 15 triệu nhá. Bây giờ gửi 15 triệu cái gì? Vâng, gửi 15 triệu. Ờ. Thế tao nữa bạn. Hôm nọ mấy cái cây anh xẻ về đây mang đâu hết này? Đang làm bán này, ngoài kia vẫn còn hộp bé đây. Mà là... mười lăm triệu nhá. Thế thì bây giờ còn lúc nào mà hoàn thiện thì trong không phải là đến hoàn thiện thì lại thanh toán cho anh thêm 20 triệu nữa. Thí dụ như bây giờ anh mấy nữa làm đến phần mái rồi thì em lại bảo bạn em đưa thêm cho là 20 triệu nữa. Ừ. Xong rồi đến lúc nào mà hoàn thiện tất tật thì lúc đấy thanh toán cho anh hết là còn lại. Ừ. Hôm nay thì hôm trước thì cháu Lực có nhận được cái khoản là 15 triệu của bạn là Trình, bạn ấy đưa cho cháu Lực. Hôm nay thì cháu Lực cũng đã đưa cho anh thợ các anh thợ rồi. Anh Sĩ bên này là anh mà đặt mà đầu mà làm hợp đồng, anh là anh chủ thầu, còn anh Vinh bên này là anh làm là gọi là dưới anh một chút rồi đúng không? Ở trên này thì là chỗ trên này anh giao hết cho Vinh này, bên này Thanh nó làm rồi. Vâng. Nói chung nó anh em thì xem chỗ nào không hợp lý thì cùng nhau bảo nhau làm thôi. Ừ. Như tầm các anh bảo ấy em rồi rằng là bây giờ có 5 người thợ chính, 1 người phụ thì độ cái ngôi nhà này thì tầm hơn gần 1 tháng là có thể là hoàn thiện hết rồi. Nếu mà cứ làm này chắc tầm đấy thôi nhỉ. Nhưng mà bây giờ thời tiết cũng phải ủng hộ anh em mình nữa, nhưng mà thời tiết mà cứ ủng hộ như này thì cái tiến triển mà làm việc mà nó sẽ nhanh hơn. Nó cũng không có gọi là nắng quá, mà nắng đến thời điểm đến mùa này thì nó cũng gọi là vừa rồi. Nói chung nó không mưa thì nhanh thôi, vâng. Sợ nó mưa thì chịu, mưa thì không thể làm nổi được. Trên này nó mưa, nó còn mưa to hơn ở dưới xã cơ. Vâng. Bắt đầu mưa là rồi. Về ngay trên này là nó mưa khác hẳn luôn nhá. Vâng. Nó không như kiểu là mình ở dưới xã nó mưa phùn thôi, nhưng trên này mưa nó khá to đấy. Gạch này chắc thoải mái rồi nhỉ? Gạch chắc thoải mái rồi. Đúng không? Bà cũng là thầy lát hết luôn rồi. Các bạn nói là trong thời gian qua thì cháu Lực cũng xin được gửi một lời cảm ơn tới tất cả cô bác anh chị và tất cả khán giả đang theo dõi ở trên kênh Bản Em, đều đồng trong thời gian qua đã luôn đồng hành cùng cháu Lực và giúp đỡ cháu Lực về mọi mặt rất là nhiều. Cửa này 2m thì đủ rộng thoải mái rồi anh nhỉ? Rộng rồi. Hôm nọ là em định mét thì quá rộng. Hôm nọ là lúc đầu mà anh em mình lên cái phần bản thiết kế đấy, bản vẽ đấy, thì là làm một cái cửa sổ bên này thôi. Nhưng mà trong cái quá trình mà làm thì được các anh với lại anh Vinh với lại thêm các anh thợ nó tư vấn bảo là nếu mà làm như vậy thì nó sẽ xấu ngôi nhà. Tối. Vâng, tối quá. Phần bên kia thì hôm nọ em bảo anh mở thêm một cái cửa sổ ấy, sáng hơn. Anh tối nay lại ăn cơm không? Chắc có đấy. Tối nay ở đây đấy. Đây ngủ đây một hôm à? Phải ngủ đây chứ. Trong cái quá trình mà các anh thợ vừa làm tới đâu thì chúng tôi sẽ tiếp tục là ghi hình cho tất cả cô bác anh chị là cùng nắm gió về cái quãng thời gian mà mới đầu thực hiện và lúc nào mà hoàn thiện. Công việc của
Cháu Lực với lại em Sử chỉ có là ở đây là xem các chú làm và cháu Lực thì các chú làm tới đâu thì cháu Lực chia sẻ tới cho tất cả cô bác anh chị là cùng biết xem là chỗ nào sai sót không để là nhắc nhở cháu Lực thì cháu Lực lên và kịp thời sửa chữa cô bác ạ. À, em Sử thì bây giờ cũng đặt lên rồi. Ôi mà áo đẹp đấy nhỉ? Vâng. Áo ai cho ấy? Anh cho ạ. Anh cho à? Vâng. Cháu Sử xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Đấy bây giờ hiện tại thì các anh ở phần phía bên kia thì xây lên khá là cao rồi cô bác này. Đấy, ngày mai cháu Lực sau cái thước phim hôm nay thì ngày mai cháu Lực lại đăng tải cái thước phim mới lên. Thì có một cái diện mạo là mới hơn rồi. Đấy, trong cái quá trình mà làm mà vừa làm mà vừa sửa đổi tới đâu thì cháu Lực cũng đã cập nhật cho em Sử biết rồi. Sử thì cũng có cái chuyện gì mà không biết thì sẽ cũng sẽ hỏi với anh thêm nhá. Vâng. Anh em mình đi một vòng đi nhỉ. Vâng. Xem các chú làm thế nào, xem là có hội được các chú tí nào không. Vâng. Đây. Cái nguồn nước này thì phải nói là khi mà anh chú Thầu lên các bác có nói với cháu Đực là nếu mà nguồn nước này chảy quanh năm thì phải nói là rất là tuyệt vời cho nhà của bác ông cháu luôn. Chú Minh à, xây đang bước bên đấy rồi chú Minh. Hả? Chú xây đang bước bên đấy rồi. Cái này bây giờ đợi nó khô một chút thì mới lại xay tiếp à? Vâng. Vâng. Đây đây thì phải nói là tất cả các anh thợ của bác khi mà lên đây làm có những công việc gì sai sót chỗ nào thì nhắc nhở cháu Lực luôn. Cháu Lực luôn. Các anh thì phải nói là rất là có trách nhiệm với công việc luôn. Giàn giáo này có vẻ khá là cao đấy anh nhở? Em lên tí được không? Ui ấy, anh có mở lớp học nào xây dựng không anh? Bây giờ á? Vâng. Bây giờ chưa, thế bao giờ anh mở? Khi nào có điều kiện thì mở. Khi nào có điều kiện thì mới mở à? Bây giờ mở có ai học không? Ôi, ông đang lấy củi dưới kia à Sư? Ông đang đi lấy củi à? Không biết. Đang nhìn thấy ông là chặt củi dưới kia kìa. Này xuống thì phải cũng cẩn thận đấy nha anh nhở, không được nhảy vù phát đâu như này. Có sợ là có đinh rất là nhiều đấy. Nhưng mà mình phải nhìn chỗ nào thật kỹ thì mới dám nhảy đúng không? Anh em mình đi xem ông lấy củi nào. Vâng. Đi xem là đi hộ ông lấy củi một chút. Ông không biết là lấy củi về làm gì đấy. Ông hôn thùng khâu ra chứ? Hôn thùng khâu ra? Hôn thùng khâu ra? Ông thùng khâu ra hôn đấy kìa. Ồ, răng máy bốc sửa. Ồ. Mấy cây sau mọc này có phải cây nhà sửa không? Chú ạ. Nhà chú á? Vâng. Không bảo là chặt đây đúng không? Vâng. Ờ. Đây, ông thì vừa bảo là lên trên này là xem không phải lấy củi đâu các bác ạ, lên trên này chặt bớt những cái cành ra vướng vướng ấy để mấy nữa để một tí nữa như là nhà chú có xử ra đây cưa đúng không? Vâng. Ui khá là lạnh nhỉ. Vâng. Đấy, đến tầm buổi chiều này khá là lạnh các bác ạ. Bó hút bên dưới nó ra chứ? Bó bên dưới nó ra. Ồ. Ồ. Ông ấy vừa nói với cháu Lực rằng là không có lấy củi ở về nhà đâu các bác. Chỉ là chặt mấy những cành vướng vướng đi thôi. Tôi tưởng là ông lấy củi thì hai anh em xuống đây là hộ ông lấy củi một chút nhưng mà ông không có lấy củi.
Cái tiến độ của mấy anh thợ làm tới đâu thì cháu Lực cũng đã cập nhật cho cô bác anh chị cũng đã biết rồi. Đấy, hôm nay lên thì cháu Lực cũng đã gửi tiền cho mấy anh em là chở cái phần cát này, và cũng gửi tiền luôn cái khoản mà hôm nọ bạn Trình là có đưa cháu Lực là 15 triệu đúng không cô bác ạ. Đấy, hôm nọ thì cô bác anh chị cũng theo dõi bên của bạn Trình với lại kênh của cháu Lực thì cũng đã nắm rõ được rằng là bạn Trình đã đưa cái khoản đấy cho cháu Lực là bao nhiêu rồi. Đấy, cái chiếc phim hôm nay thì thời lượng cũng khá là dài rồi cô bác. Đấy, hiện tại là cái phần ở phía phòng ngủ bên kia thì chú anh Quang với lại anh Thanh bên này thì hôm nay cũng đã xây đến hết cái phần cột rồi. Đấy, bây giờ là có thể là thu nóc, thu hồi được rồi cô bác. Đấy, cái chiếc phim hôm nay thì cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị. Cháu sự chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị.